hí hí hello mọi người. Thì cái video lần trước á là cái slam quy tự làm, tự biên tự diễn luôn, cho nên là cái chất slam nó ra như thế nào thì mình cũng không có biết cái chất đó nó là đúng hay là nó là sai nữa. Cho nên là bữa nay quyết định mua một cái slam từ một bạn slammer nổi tiếng để mình chơi thử coi nó như thế nào ha. Slam của mình review sẽ là slam mật ong mà nó rẻ nha. Ê, trời ơi, nó giống mật ong dễ sợ luôn. Tuy nhiên là nó bị chảy nè. Nè, nó không có dính tay. Nó không có dính vô cái hũ này nữa. Nó không dính nhiều chứ mà nó không dính. Thế thôi, người ta làm vẫn giống mình mà. Vẫn bị chảy mà. Đâu phải quy làm fail đâu đúng không? Kéo ra. Kéo ra. Đây là slime mật ong của mình. Trời, nó rất là trong luôn. Trong veo. R nó cũng rất là giống mật ong luôn á. Nó còn có những cái miếng tổ ong nữa. Nói chung là rất là đã. Ê, nó vẫn dính. Oh man, nó vẫn dính. Nhưng mà nhìn nó rất là đã luôn á. Trời ơi, nhìn như mật ong vậy đó. Dính qua, không được. Không được rồi. Trời, vui thề luôn. Nó nhìn như là mật ong hay là cái kẹo mạch nha ngày xưa mình hay ăn vậy. Bóp nhào. Nè, nó dính lại nè. Đó. Dính lại nè. Wow. Cái chất slime quá là đã luôn. Ok. Nó không dính tay mình nữa. Nhưng mà nó chuyển bên, nó dính như cái miếng này rồi. Đây là slime mật ong. Đã ha. Nó cứ dính tay hoài khó chịu ghê. Xuất sắc hoàn hảo rồi đó. Đây. Slime mật ong. Nhìn nè. Cay nè. Quấy rồi. Trời ơi, nó đẹp muốn xỉu. Quy thề luôn, đây là một cái slime rất là đẹp. Nhìn ngon mà. Đẹp ha. Đây đi, tí nó sẽ lấy. Quy không có thích chơi slime mà nó quá dính tay á. Chơi khó chịu. Mà không dính tay thì nó sẽ bị vỡ. Đây, chất slime xuất sắc. À từ. Để quấn bông hoa. Quy coi trên YouTube này nọ, quy thấy mọi người quấn bông hoa rất là chuyên nghiệp đó. Quấn ra nhìn một cái bông hoa đàng hoàng luôn. Còn mình quấn ra nhìn ra cái hình gì đó không biết nữa, mà không dám gọi tên. Vậy nha, quấn bông hoa nha. Bông hoa không? Không phải bông hoa. Bỏ qua. Ôi mà cái slime rất là đẹp nè. Trời ơi. Trời ơi, nó đẹp quá đi. Nhưng mà chơi rất là dẻo. Này, thử coi nha, thử nó có biết kỳ không. Nó không kêu to bằng cái slam quy làm nha. Nói chung là kêu vừa phải. Kêu quá to. Trời ơi, mọi người nhìn nè. Đẹp chưa? Chơi cái này tạo ra một cái lớp màng trước. Tạo ra một cái lớp màng. Rồi, quấn lại. Bỏ. Trời, nghe đã quá ha. Nghe đã muốn xỉu luôn á. Mọi người biết sao không? Tại mấy cái cục này nè. Bóp nghe nó. Vừa. Mà sao bóp riêng lại không kêu? Thứ gì? Trời ơi, đã.
mọi người cứ tưởng tượng là mình được bóp cái gì đó nhưng mà nó rất là mềm, nó như chơi lớp bóp nè, cuối cùng nó cũng đã thành một cái cục slime không có dính tay nữa, chơi rất là thoải mái. Không biết cuốn bông hoa mọi người ơi, không biết cuốn bông hoa, mặc dù rất là đam mê cuốn bông hoa nhưng mà không biết cuốn. Thử lại nha. Nó học cũng giỏi bộ. Cao mà. Không, con nghĩ khỏe đi. Trời, có ai thấy cái cây không? Đẹp dễ sợ. Xuất sắc luôn. Trời ơi, nó ống ánh rồi. À, kỳ này Quy quyết định là Quy nói ở cái video luôn. Tại vì kỳ trước đó, Quy tính làm biến là không có nói, rồi ép chữ vô cho nó nhanh á. Mà cuối cùng cái ép chữ vô nó còn lâu hơn nói. Nó nói luôn đó rồi. Hí. Trời, đã quá. Nói chung là mình chơi slime còn cùi bắp lắm luôn á. Mình nhìn trên YouTube với người ta chơi á, tay chân lý. Thử cái vụ in dấu tay xuống. Hy vọng là không fail. 2, 3. Lên nha con. Yeah, dấu tay của Huy nè. Vẫn không cúng bông hoa được. Rất là muốn cúng bông hoa luôn á. À, hay là tháo cái cục này ra đi. Tí nó bỏ vô sau. Để cho cái slime nó đúng nghĩa là chỉ còn là cái slime thôi. Rồi. Chỉ còn một cái slime thôi nha. Không để mình bất tài vậy sao? Không cuốn được hoa sao? Rồi, đang cuốn đứt. Hay là tại vì cái slime này không cuốn được bông hoa? Tại vì cái slime này cùng chất với lại cái slime kỳ trước Quy làm là chất slime trong á. Rồi nhìn cuốn hoa nhìn nó kỳ cục gì đó vậy? Để bữa nào thử qua cái chất slime khác rồi nó có cũng không ra được hay không à. Rồi chơi. Nghe cái tiếng của nó đã mút lên lại nè. Cái hình ảnh này nó thật là đẹp. Cái hình ảnh này nó thật là xuất sắc. Nhìn mà chảy nước miếng luôn vậy đó. Xuất sắc không mọi người hả? Đặt mua ở shop. Thiệt ra là mình làm cũng đâu fail lắm đâu. Thiệt ra là mình mới làm lần đầu tiên mà nhận được như cái sao hôm qua là Quy thấy là Quy quá giỏi luôn. Trời, nghe nó đã. Thôi mệt quá không cuốn bông hoa nữa. Nói chung là một là mình dở quá, còn hai là cái loại slime này không thể cuốn bông hoa được. Ok, đặt vô. Có lần cuối cùng trước khi kết thúc video.
để cuốn lại. Đẹp ha, đẹp giả mang con ngang luôn á. Trời ơi, nhìn nó ngon, muốn đưa vô miệng ăn đi. Rồi, được rồi. Ok, bye bye.